dân lao mà vui kề. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc sáng nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông dân lao mà vui ghê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương, đất đai trù phú, cây trái sung xuê, lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Bạn tại sao bà đây có chuyện gì thế? Tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi bạn ạ. Thế nhưng mà bạn suy nghĩ nghiêm túc về việc gì? Tôi ước là bây giờ một ngày có 48 tiếng. Một ngày có 48 tiếng có nghĩa là 2 ngày. Nhưng mà sao tự nhiên bạn lại ước một ngày có 48 tiếng? Bạn này hình như bạn ốm rồi hay sao ấy. Tôi về bảo mẹ đưa bạn đi khám nhé. Không, tôi có làm sao đâu. Tôi nghĩ kỹ lắm rồi. Bây giờ tôi không chơi nữa. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc để trở thành một người giàu có. Tôi là bây giờ là phải có tiền. Không có tiền ấy nhục lắm. Rồi gia đình bạn bè họ cười chê, rồi nó khinh rồi. Mà nói là tôi phải làm ngay. Thằng này hay. Mình không đi làm mà cũng không có tiền thì mình cũng có làm sao đâu nhỉ. Mà sao thằng này nó cứ quấn quýt cả lên nhỉ. Mùi ơi. Dạ. Mùi. Thế bây giờ là mấy giờ mà không nghỉ tay đi? Bác cứ kệ con, bác cứ về trước đi ạ. Con phải làm cho xong nữa. Ôi hay. Lạ nhở. Ôi trời ơi. Ngạc nhiên chưa? Này. Dạ. Hâm mà. Làm gì thì làm phải giữ sức khỏe chứ. Để tái tạo sức lao động. Nghe chưa? Đi bác, về. Bác cứ về đi, con phải làm cho xong cái đó. Ôi hay. Cô Tình ruột. Ơi. Anh Mùi có đây không cô? Đây. Đây. Ra đây đây đây. Cháu nhìn đây này. Nói thế nào thì nói, nhất định không về. Mà đáng lý ra nhá. Mọi khi ấy, là giờ này về từ lâu rồi. Khổ lắm. Đang giận cháu đấy cô ạ. À. Giận á? Vâng. Lý do? Cháu lỡ mồm. Thực ra cháu cũng chẳng có ý gì đâu. Cháu cũng chỉ nói là bây giờ anh mà không lo lao động, không lo làm việc đi ấy. Sau này mà nghèo ấy, em không lấy anh đâu. Thế là tự ái. Thế à? Vâng. Không phải tự ái đâu, mà trên cả tự ái đấy. Chính vì thế mà phải làm việc quần quật để làm giàu. Ôi dồi ôi. Này, ông cháu Hâm của tôi ơi, giàu nhá thì phải làm việc, nó phải có thời gian, nó có quá trình phấn đấu thì nó mới giàu được chứ. Chứ phải một ngày mà giàu được ngay đâu. Đúng chưa? Đúng đấy cô ạ. Đúng là suy nghĩ trẻ con. Thôi, mai lại đây nhá, xem như thế nào. Bảo nghỉ sớm đi. Vâng, nhá. Vâng. Cô Tình về đã nhá. Vâng. Về ngay đấy nhá. Cô về ạ. Anh Mùi, anh có nghỉ đi không? Em cứ mặc kệ anh. Bây giờ anh có làm thêm tí nữa thì có rồi đến được đâu. Nhưng bây giờ anh phải làm để còn tích tiền để mà còn thoát nghèo chứ. Sao anh cứ ngang thế nhở? Anh mà cứ như thế nhá, em chia tay thật đấy. Thế bây giờ anh không làm em cũng kêu, anh làm em cũng kêu. Thế bây giờ anh phải làm như nào? Nhưng mà người ta làm phải có giờ có giấc, có thời gian đàng hoàng cụ thể. Chứ cứ làm như anh ấy, có ngày lăn quay ra đấy ấy. Em cứ mặc kệ anh đi. Kệ thì kệ đấy. Ôi. Ôi. Anh Mùi. Anh ơi, anh làm sao đây? Đã nói rồi, nghỉ đi thì không nghỉ. Thôi đi vào trong kia. Bẩn hết cả người rồi đây này. Khổ thật đấy. Nói không chịu nghe không? Anh đỡ chưa? Em hết giận rồi. Giận vẫn còn giận. Nhưng mà thôi, uống cái này đi. Rồi tính.
Đây là cái gì đấy? Sinh tố xoài cát chu đấy. Người ta xay đấy. Ngon đấy. Em lấy đâu ra đấy? Thì đã bảo là người ta xay rồi còn gì. Biết là anh làm việc vất vả, cho nên là em đã xay từ ở nhà mang ra đây đấy. Uống cái này hơi bị tốt đấy nhá. Vừa làm mát này, lại còn nhiều công dụng nữa. Uống hết đi, đừng có để phí đấy. Chăm sóc anh, em có thấy mệt không? Mệt gì đâu. Chăm sóc người yêu thì đáng bao nhiêu. Nhưng mà đúng thật là anh sai. Anh xin lỗi. Biết nghe lời là tốt. Nhưng mà em nói nhá, từ sau ấy, làm cái gì thì làm cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Làm á, phải biết giờ biết giấc. Chứ con lao đầu như anh á, nhớ không may hôm nay không có em ở đây thì sao? Rồi anh ngất ra đấy, ai để ý đến anh? Anh biết rồi. Thế là em hết giận, hết dỗi anh rồi đúng không? Ờ thì tạm thời là đỡ đỡ rồi. Nhưng mà phải uống hết cốc của người ta đi đã, thì người ta hết giận thật này. Anh uống. Ngon đúng không? Anh muốn làm giàu đúng không? Muốn không phải ngất lên ngất xuống nữa đúng không? Vậy thì lát nữa sang nhà anh Dũng, anh gặp anh ấy, anh ấy sẽ chỉ cho anh từng cách một thì mới giàu được. Chứ cứ tự lao đầu như anh rồi lăn ra đấy mãi cũng chẳng giàu được đâu, nhớ chưa? Nhất trí. Đấy. Quyết tâm. Lát nữa sang nhá. Em về em nấu cơm, tối sang nhà em ăn cơm. Uống hết đi. Chào kỹ sư Dũng. Ồ, anh Mùi đấy à? Ồ, khỏe rồi đấy hả? Ôi giời ơi, dăm ba cái hắt hơi sổ mũi nó không làm gì được tôi đâu, tôi vẫn khỏe lắm. Thế hôm nay sang đây lại định hỏi tôi chuyện gì đấy? À, tôi vừa được ăn một cốc sinh tố xoài cát chu. Ngon ơi là ngon. Thế cho nên hôm nay tôi sang đây ấy là để xem trang trại nhà cậu có cái cây giống xoài là cát chu nào không để tôi mua về tôi trồng. Xoài cát chu ấy mà xay sinh tố thì là ngon nhất rồi. Thế anh Mùi có chắc chắn là muốn trồng không đấy? Tôi chắc chắn mà. Thôi được rồi, thế anh muốn hỏi tôi vấn đề gì nào? Tôi muốn hỏi là về những cái lưu ý về cái trồng xoài cát chu như thế nào đó. Đầu tiên thì vấn đề lưu ý đó chính là nhu cầu sinh thái. Nhu cầu sinh thái ạ? Sinh thái là một trong những cái vấn đề rất quan trọng cho việc sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mỗi một giống cây khác nhau thì sẽ có một cái môi trường sinh thái phù hợp. Cậu có thể nói rõ hơn cho tôi biết được không? Đầu tiên nhá, là về vấn đề đất trồng thì xoài cát chu phù hợp trồng ở trên đất phù sa này, sét nhẹ này, hoặc là đất thịt có pha cát, và đặc biệt là những đất hữu cơ. Bên cạnh đó thì nếu mà đất trồng mà bị thoái hóa hoặc là trồng lâu năm mà không có vấn đề cải thiện ấy, thì ta sẽ cần phải cày xới lại để cho đất tơi xốp rồi sau đó mới tiến hành gieo trồng. Tiếp theo thì có phải là nguồn nước đúng không ạ? Chính xác đây anh Mùi ạ. Xoài cát chu ấy là một loại cây chịu hạn, tuy nhiên thì vẫn cần phải cung cấp một lượng nước vừa đủ vào những thời điểm thích hợp nhất. Tôi hiểu rồi. Thế là hết đúng không ạ? Chưa xong đâu. Còn vấn đề về ánh sáng nữa. Xoài cát chu là một loại cây ưa sáng, cho nên là khoảng cách trong vườn trồng ấy cần phải có giữ đủ khoảng cách để cho các cây vươn lên đón nắng. Thế bây giờ còn về cây giống thì như thế nào? Về cây giống của xoài cát chu thì anh Mùi cứ lựa chọn những cây giống khỏe mạnh, tránh những cái cây bị sâu bệnh hay là mang mầm mống bệnh bên trong. Vậy thì cậu cho tôi 10 cây đi. Để tôi về trồng trong vườn cho nó kín vườn luôn. Thế cơ à? Thực ra thì vẫn còn một vấn đề cần phải lưu ý nữa, đó chính là vấn đề nhân giống. Nhưng mà thôi được rồi, tôi nghĩ là bây giờ anh cứ cầm cây giống về trồng đi để cho cây khỏe mạnh và ra nhiều quả đã. Sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn anh thêm để sau này đỡ phải mua cây giống nhiều, đỡ tốn kém. Vâng, được ạ. Nếu mà cái gì mà tôi chưa biết thì tôi lại hỏi. Được rồi, chờ tôi ở đây một chút, tôi sẽ vào lấy bao tải để lấy cây giống cho anh nhá.